Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con Số 8. Như các bạn đã thấy là thị trường crypto đang dần nóng trở lại rồi. Và mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều những cơ hội đầu tư tiềm năng ở phía trước nếu như mà chúng ta chịu khó bỏ một chút thời gian ra để đọc và tìm hiểu kỹ về một số dự án. Thì mình nghĩ cái cơ hội mà để sinh lời, đầu tư sinh lời nó sẽ tăng hơn rất là nhiều. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tổng cộng là 6 bước để đánh giá một dự án xem là có tiềm năng và xứng đáng để đầu tư hay không. Và để nó không bị lý thuyết quá thì mình cũng sẽ lồng ghép những cái ví dụ thực tế và cơ bản để các bạn dễ hiểu hơn nha. Và cùng bắt đầu thôi. Trong thị trường crypto thì chúng ta sẽ có 3 loại phân tích. Phân tích thứ nhất là phân tích cơ bản, phân tích thứ hai là phân tích kỹ thuật, và còn một loại phân tích nữa đối với bạn nào biết khá là đặc biệt ha, đó là phân tích on-chain. Nhưng mà trong khuôn khổ của video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ đi qua loại phân tích đầu tiên, đó là phân tích cơ bản. Thì phân tích cơ bản là gì? Để nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì các bạn chỉ cần ghi nhớ hai từ khóa chính, đó là chúng ta sẽ phân tích và đánh giá một yếu tố, đó là giá trị nội tại, và yếu tố thứ hai đó chính là tiềm năng phát triển của dự án. Và bây giờ mình sẽ đi qua 6 bước cùng với Jenny nha. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ cùng xem xét một cái được gọi là tầm nhìn và định vị. Tầm nhìn, vision, định vị là positioning của dự án. Thông thường thì trong một cái bài pitching khi mà chúng ta thuyết trình á, lúc nào cũng sẽ có một cái phần tên là phần who we are, giới thiệu chúng tôi là ai. Thì trong cái phần who we are, thường mình sẽ thấy họ lồng ghép vào cái vision, tức là cái tầm nhìn hoặc là cái định vị positioning của dự án. Thực ra đôi khi thì sẽ có một số dự án, nếu mà chúng ta nhìn sơ qua thì thấy đọc cái vision và cái positioning rất là đao to búa lớn. Nào là tôi sẽ cố gắng làm cho 100 triệu người hoặc là 10 triệu người trên thế giới sẽ sử dụng sản phẩm này chẳng hạn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta xét một cái khoảng thời gian dài hơi hơn, long term á, thì nó sẽ là cái kim chỉ nam cho toàn bộ cái hoạt động của dự án này. Cho nên mình nghĩ thì hai phần này cực kỳ quan trọng. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cụ thể cho các bạn luôn nha. Ví dụ như là của Ethereum đi, thì tầm nhìn, vision của Ethereum sẽ là xây dựng một nền tảng blockchain phi tập trung, linh hoạt và mạnh mẽ, cung cấp hạ tầng cho việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Mục tiêu là để tạo ra hệ thống internet phi tập trung, nơi mọi người có thể tương tác, xây dựng và trao đổi giá trị mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba. Ví dụ thứ hai đó là một cái positioning, định vị của một dự án cũng khá là nổi tiếng tên là Solana. Thì định vị của Solana là một nền tảng blockchain phi tập trung với hiệu suất cao, tốc độ nhanh. Chính vì định vị này mà Solana chấp nhận đánh đổi sự phi tập trung và bảo mật để đổi lấy tốc độ trong bộ ba bất khả thi, từ đó có lợi thế cạnh tranh hơn so với Ethereum trong cuộc chiến Layer 1. Một tip nhỏ nữa là trong phần này mình nghĩ các bạn nên đi qua một cái phần gọi là roadmap, lộ trình phát triển của dự án. Ở đây thì mình sẽ để một số cái roadmap mẫu cho các bạn xem trên màn hình nha. Thì tổng quan đây sẽ chính là những cái cột mốc thời gian đánh dấu những bước phát triển của dự án, xem là trong tương lai, quá khứ, hiện tại dự án có đang đi đúng cái lộ trình phát triển của nó hay không. Bước số 2 đó là chúng ta hãy nhìn vào team, đội ngũ phát triển của dự án. Theo mình thì đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất, nhưng cũng là một trong những yếu tố rủi ro nhất. Tại vì sao? Tại vì các bạn nhìn thấy những người có background khủng như là Sam Bankman-Fried hay là Do Won đi chăng nữa thì kết cục vẫn là như chúng ta đã biết rồi đó. Cho nên là chỉ nhìn vào một vài dòng hồ sơ trên Twitter hay là LinkedIn á, thì mình nghĩ là không thể đánh giá hết được là người ta có thật sự legit và những cái background đó nó có thật sự là thật hay là không, không thể kiểm chứng được. Và thêm một điều nữa khá là phổ biến trong thị trường crypto, đó là chúng ta sẽ thường thấy những đội ngũ anonymous, là ẩn danh. Những đội ngũ ẩn danh này, ngay cả người sáng tạo ra Bitcoin là Satoshi Nakamoto thì hoàn toàn ẩn danh, đâu ai biết là ai đâu, đúng không? Và cũng có một dự án khá là nổi tiếng nữa là PancakeSwap, thì khi mà chúng ta bấm vào chữ team á, thì nó cũng chỉ hiện ra một team rất là ẩn danh như là Chef Mochi nè, Chef Naomi, Chef Momo, Chef IC, tên những đầu bếp và dòng bio bên cạnh thôi. Cho nên là về phần này thì mình vẫn prefer các bạn là mối quan hệ cá nhân, mình đã hiểu người ta và mình đã biết người ta được bao lâu rồi, và nếu như mà biết được người đó là thực tế, con người thực tế thì càng tốt, còn không thì nếu như mà chúng ta quan sát trên mạng xã hội thì nên đủ lâu. Và mình nghĩ là một lời khuyên từ mình đó là không nên tin vào bất kỳ ai cả và hãy nhìn vào những gì họ làm. Bước số 3 là các bạn hãy xem thử nhà đầu tư, investor và nhà tạo lập thị trường, hay còn gọi là market maker, MM, của dự án đó là ai. Thực ra thì nó là một bước tiết kiệm cho thời gian chúng ta khá là nhiều. Tại vì sao? Tại vì các bạn tưởng tượng nó như là một cái phễu á, một cái phễu filter ra là trong kia có, ngoài kia có hàng trăm hàng ngàn dự án, nhưng mà quỹ đầu tư sẽ là một cái phễu lọc ra giúp bạn những dự án nào tốt, những dự án nào không tốt, có đáng đầu tư hay không. Thì những quỹ đầu tư họ sẽ làm cái bước research đó trước rồi, và họ sẽ chỉ chọn ra một vài những dự án uy tín để đầu tư. Thì đó, giữa 100 dự án họ sẽ chỉ đầu tư 10 dự án chẳng hạn, thì coi như là một cái phễu cho bạn rồi, đúng không?
Tuy nhiên thì vẫn sẽ có hai lưu ý mà mình sẽ cực kỳ lưu ý cho các bạn ở đây, nhớ nha. Thứ nhất đó là vị thế của quỹ đầu tư và của các bạn hoàn toàn khác nhau. Nếu như bạn là đang xem á, là một người bình thường, tức là một người trading một cách bình thường thôi, thì vị thế của bạn có phải là mua token ở những, ví dụ trên sàn giao dịch chẳng hạn, hoặc là ở những thị trường thứ cấp, hoặc là ở những vòng khi mà họ đã public, đã launching, đã listing cái token đó ra rồi. Nhưng mà vị thế ở những quỹ đầu tư á, là họ đã vào từ rất sớm, tức là khi định giá dự án vẫn còn rất là thấp, như là vòng seed, vòng private ở những vòng đầu tư sớm, hoặc là vòng angel investor là sớm chẳng hạn. Đó, thì vị thế và cái giá vào của hai người là hoàn toàn khác nhau. Cho nên thì một số bạn còn hay đùa là cẩn thận không thôi, là người retail investor có khi lại là thanh khoản của quỹ đầu tư đó. Đó là lưu ý thứ nhất. Còn lưu ý thứ hai đó là các bạn hãy nên gọi là chọn lọc quỹ đầu tư. Không phải quỹ đầu tư nào mình cũng tin tưởng, đúng không? Mình sẽ chọn lọc ra những cái tên nổi tiếng và uy tín trên thị trường. Ví dụ như không đặt niềm tin sai chỗ. Ví dụ như các bạn thấy những quỹ đầu tư hồi xưa là Alameda Research nè, FTX Ventures, Three Arrows Capital, rồi các bạn hiểu kết quả rồi đúng không? Cho nên mình sẽ chọn lọc ra những cái tên uy tín trên thị trường ha. Và nếu các bạn muốn tham khảo là những quỹ này đã đầu tư vào những danh mục gì, những dự án gì, những con gì, thì mình sẽ để hai website để các bạn tham khảo ở đây nha. Bước số 4 đó là chúng ta hãy coi thử là sản phẩm của dự án là gì. Mình nghĩ đây là một trong những bước quan trọng và nòng cốt nhất, cho nên sẽ là bước mà mất rất là nhiều thời gian. Thông thường thì khi mà mình đọc, mình sẽ chia ra thành 5 câu hỏi như sau để xem sản phẩm có giải quyết được câu trả lời cho 5 câu hỏi mình đặt ra hay không nha. Thứ nhất là dự án đang cố gắng làm cái gì, sản phẩm giải quyết cho vấn đề gì. Thứ hai đó là vấn đề này có thật sự cần được giải quyết hay không. Câu hỏi số 3 là vấn đề dự án đang cố gắng giải quyết là xu hướng ngắn hạn, trung hạn hay là dài hạn. Câu hỏi thứ tư là đã có những dự án nào khác tiếp cận vấn đề này hay chưa? Nếu như mà có rồi thì sản phẩm mà dự án đang cung cấp có gì khác biệt, nổi trội hơn? Và câu hỏi cuối cùng hơi chuyên sâu một chút, đó là chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào sản phẩm đó bằng cách nghiên cứu cái mô hình hoạt động, cái model để biết cách thức vận hành, các thành phần tham gia, và sau đó sẽ kết hợp với nền tảng công nghệ hiện tại và môi trường kinh doanh để đánh giá tính khả thi, tính thực tế của dự án. Nếu như mà các bạn quá lười để trả lời 5 câu hỏi trên thì mình sẽ có một cách, nhưng mà cách này mình xin phép để cuối video mình sẽ bật mí cho các bạn nha. Số 5 đó là chúng ta sẽ xem mô hình kinh tế trong crypto, mình sẽ gọi là tokenomics. Để tìm hiểu từ A đến Z về tokenomics thì Coin68 đã có một bài viết cực kỳ chuyên sâu. Bạn nào muốn đọc thêm và hiểu sâu thì sẽ đọc ở bài viết này nha, mình sẽ để link bên dưới. Còn nếu mà để nói về một vài những cái điểm gọi là lưu ý và dễ hiểu thôi thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn thực tiễn luôn. Mình lấy ví dụ như là đồng token của Coin98 ha, ký hiệu là C98. Khi mà chúng ta mở CoinGecko và đánh chữ C98 thì sẽ hiện ra đồng coin như thế này. Mình sẽ click vào. Đầu tiên thì các bạn có thể xem là cái chữ market cap là vốn hóa thị trường. Cái vốn hóa này, công thức nó sẽ bằng giá hiện tại nhân cho số lượng token đang lưu thông trên thị trường. Cái giá hiện tại thì mình coi ở đây. Còn số lượng token đang lưu thông trên thị trường thì nó là circulating supply, là chữ ở bên này. Đó là con số bên này. Thông thường những dự án mà có vốn hóa càng cao thì sẽ càng lên top của các bạn xếp hạng. Đó, các bạn xếp hạng mà ở trang chủ các bạn nhìn thấy nè. Và thường á, thì market cap nó sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng của token, của dự án hơn là về giá. Cho nên á, mà thông thường mà các bạn hỏi một người giống như là dân trong thị trường crypto mà hỏi về một cái dự án mới nào đó thì thường cái người đó họ sẽ hỏi ngược lại bạn là con này mới đúng không, dự án này mới đúng không, vậy thì market cap của nó là bao nhiêu, vốn hóa của nó là bao nhiêu, chứ họ sẽ không bao giờ hỏi bạn là con này mới đúng không, giá của nó là bao nhiêu để tôi mua. Họ sẽ thường đánh giá độ tăng trưởng dựa trên cái market cap của cái dự án đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái biểu đồ như thế này đây ha. Thì ví dụ ở đây là tổng lượng token là 100%, thì các bạn sẽ thấy cái sự phân bổ là token, tiếng Anh là token allocation, sự phân bổ là team sẽ lấy 21% để phát triển hệ sinh thái, tương tự 20% để cho cộng đồng, 5% cho cái Binance Launchpad sale, và các bạn sẽ xem cái số phần trăm phân bổ ở trong cái biểu đồ này. Rồi, ở bên dưới tiếp xuống ha. Ví dụ bạn là nhân viên của Coin98 đi ha, thì bạn sẽ thuộc cái hạng mục tên là team, là đội ngũ. Sau khi mà Coin98 họ launch token, họ ra mắt token thì bạn sẽ không có token liền để mà bán, mà cái token C98 của bạn, tại vì bạn thuộc team mà, nó sẽ bị khóa lại và nhận theo đợt. Cụ thể mình sẽ đọc ở bên dưới nhé. Cụ thể cái lịch mà mở khóa, cái lịch unlock nó sẽ kéo dài trong vòng 4 năm. Tiếng Anh ở đây là 4 years vesting. Còn 1 year cliff có nghĩa là token sẽ bị khóa trong vòng 1 năm đầu. Và linear unlock starting from the second year.
tức là token sẽ được mở khóa tuyến tính bắt đầu từ năm thứ 2. Đó là bạn sẽ bị lock, bạn sẽ không được nhận token trong vòng 1 năm, và bắt đầu từ năm thứ 2 thì bạn mới được nhận theo tuyến tính, ví dụ như vậy. Ok, còn một lưu ý nữa đó là con 68 và con 98 là hai team hoàn toàn khác nhau nha mọi người, rất là nhiều bạn nhầm lẫn. Team con 68 tụi mình là làm về media và sẽ không có token, không có token. Những cái token là C68 là hoàn toàn fake, scam, lừa đảo hết. Các bạn lưu ý điều này nha. Và bước cuối cùng, bước số 6, đó là chúng ta sẽ set những cái yếu tố khác. Những yếu tố khác thì nó sẽ dễ quan sát hơn, cho nên mình mới để ở phần cuối cùng. Các bạn có thể xem như là phần cộng đồng của dự án chẳng hạn, thì cái này dễ ha. Mình lên Telegram, Twitter, kênh social media, Facebook, Discord của dự án để mình check xem lượng tương tác, số lượng member là bao nhiêu, có chat nhiều hay không, vân vân. Thứ hai đó là chúng ta sẽ xem trend của thị trường, xu hướng của thị trường. Tại vì sao? Tại vì thị trường crypto là một cái thị trường theo trend, theo xu hướng. Thì các bạn hãy thử xem đó, cái dự án đó là một cái dự án dài hạn, phát triển long term, hay là một dự án chỉ nổi lên để bắt cái trend đó thôi. Nghe quen quen đúng không? Ví dụ ở ngoài kia chúng ta có những trend như là cà phê muối, bánh hồng su phô mai hay là trà nhanh giải tay, những cái trend ngắn hạn nổi lên như thế. Thì trong crypto cũng vậy, sẽ có một vài những cái dự án họ chỉ nổi lên để họ bắt cái trend, như là trend ngắn hạn, như là ví dụ như là GameFi này, Metaverse, AI hay là meme coin vân vân. Và cuối cùng đó là chúng ta xem về hệ sinh thái ha, về đối thủ cạnh tranh. Bạn xem là cái dự án này nó thuộc hệ sinh thái nào, và trong cái hệ sinh thái đó, cái model, business model đó có những cái dự án nào khác đang làm hay chưa, đối thủ cạnh tranh của nó là gì, và cái tính, cái độ gọi là competitive advantage, lợi thế cạnh tranh của nó là bao nhiêu, có nhiều hay không. Lúc nãy mình hứa là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một tips cuối video đúng không, là nếu như mà các bạn quá lười để có thể ngồi tổng hợp dịch thuật tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi tổng hợp dự án các thứ đánh giá phân tích, thì tụi mình đã làm video cho bạn. Đó là đội ngũ con 68 của tụi mình đã tổng hợp được rất nhiều và có rất nhiều những bài viết, có thể lên đến hàng trăm hàng ngàn bài viết về những dự án đánh giá khách quan từ phía tác giả của con 68. Các bạn chỉ cần lên Google gõ theo cú pháp là tên dự án cộng là gì cộng con 68 thì sẽ ra ngay bài viết của con 68. Mình lấy ví dụ như là dự án Layer Zero đi ha, thì các bạn lên Google và gõ là Layer Zero là gì con 68 thì sẽ ra ngay bài viết đánh giá từ A đến Z và rất nhiều những tiêu chí khác nhau mà đội ngũ con 68 đã research và tổng hợp cho các bạn sẵn. Ok, và trên đây là 6 bước đơn giản hướng dẫn các bạn phân tích cơ bản một dự án nào đó để đánh giá xem là dự án này có tiềm năng để đầu tư hay không. Nếu mà các bạn thấy hữu ích thì đừng quên cho mình một like và một subscribe cho Con 68 TV. Cũng như là trên này sẽ hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo của Con 68 nha. Bye bye!